Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh quy lá dứa nhân dừa và cái cách tạo hình cho những chiếc bánh rất là xinh xắn và cái cách làm cũng rất là đơn giản. Thì bánh quy lá dứa nhân dừa rất là thơm, ngon, mềm, dẻo. Thì nếu các bạn yêu thích món bánh này thì cùng mình vào bếp làm. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nhé. Bánh của mình rất là bóng mượt khi thành phẩm rồi, ăn rất là ngon nha các bạn. Để nguội, để lâu thì ăn vẫn mềm và dẻo. Đó là cái bí quyết để làm món bánh quy. Thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem. Thì để làm được cái món bánh bánh quy nhân dừa lá dứa thì nguyên liệu mình cần có là 300g bột nếp, 200g dừa nạo, và mình lựa cái dừa gám và nhờ người ta nạo trắng như thế này nè nha các bạn. Mình lấy cái phần dừa rám thì sẽ ngon và béo hơn, có cái vị ngọt hơn, ăn sẽ không có bị sơ. Và ở đây là 100ml nước ép lá dứa nè, và mình sử dụng là nước ấm nha. Và mình nhồi từ từ nha các bạn, có thể gia giảm cái lượng nước. Một lát nữa mình nhồi bột thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Và ở đây là đậu phộng, đậu phộng và mè, và mình đã rang sẵn và đập dập dập ra như thế này để cho cái phần nhân bánh của mình được thơm ngon. Và nửa muỗng cà phê muối. Và ở đây mình sử dụng là đường nâu, đây là đường mía nha các bạn. Đường mía mà mình làm cái nhân bánh đó, mình xào với dừa thì sẽ thơm và ngon hơn nha. Nếu các bạn không sử dụng đường này thì mình có thể là sử dụng đường cát trắng vẫn được nha. Đây là mình sử dụng là đường mía, đường nâu đó. Thì ở video trước mình cũng có chia sẻ một món bánh quy, nhưng mà bánh quy với khoai lang và cũng là nhân dừa. Thì ở cái bánh quy này thì sẽ thơm và ngon nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích món bánh quy khoai lang nhân dừa thì có thể tìm lại video đó mà xem ha. Còn hôm nay mình chia sẻ là bánh quy nhân dừa lá dứa. Và bây giờ mình sẽ đi trộn bột, nhồi bột nha. Và xào nhân. Thì cái phần lá dứa này nè các bạn, mình xay xong ha, mình lấy cái phần nước ép lá dứa và mình khoa cùng với 100ml nước sôi. Thì mình khoa cái 100ml nước sôi với 100ml nước ép lá dứa. Và mình lấy cái lượng nước ấm như thế này nha. Thì mình sử dụng bằng nước ấm thì bánh của mình sẽ mềm và ngon hơn. Đó, và mình bây giờ mình sẽ rửa tay sạch và mình sẽ nhồi bột nha. Vì mình làm món bánh thì mình không có đeo bao tay để mình nhồi bột được nha các bạn. Mình cũng không có nên là cho cái nước lá dứa mà mình đã lấy cái phần nước ép ra mình cho lên bếp và mình đun sôi nha. Như vậy thì cái lá dứa của mình sẽ bị lợn cợn đó các bạn. Nên mình chỉ thích khoa như thế này nè. Là mình lấy nước nóng và mình khoa với nước ép lá dứa thì sẽ cho ra mình là cái lượng nước ấm để mà mình nhồi bột cho ngon. Đó, mình nhồi ha. Sau đó là mình sẽ xem cái bánh của mình nhồi giống như là mình nhồi bột bánh ít vậy đó các bạn. Và bây giờ mình sẽ nhồi hay nhồi đến khi nào bột của mình dẻo là được nha. Thì sau nãy giờ là 20 phút rồi các bạn, mình nhồi được cái khối bột như thế này ha. Bột của mình giống như là bột gói bánh ít là được nha. Thì cái lượng nước có thể gia giảm nha các bạn, mình điều chỉnh ha. Khi mà bột của mình dẻo như mà các bạn làm bánh ít là được rồi. Tùy theo bột mới và bột cũ mà mình gia giảm cái lượng nước. Thì với 300g bột của mình, ở đây là mình sử dụng từ 300 đến 350ml nước ấm nha các bạn. Vì mỗi nơi là mỗi một cái bột có khác nhau á các bạn. Người ta bán bột khác nhau á nên mình cũng phải là dựa theo cái bột để mà mình gia giảm cái lượng nước ha. Chứ mình không có thể nào mà nói chính xác được nha. Như vậy là được nè, dẻo mềm như vậy. Rồi mình sẽ để bột ở đây nghỉ nha. Mình sẽ đi xào cái phần nhân. Bây giờ mình sẽ đi xào phần nhân nha các bạn. Mình sẽ mở lửa lên nha. Và tiếp tục mình sẽ cho dừa vào ha. Dừa này người ta nạo nè các bạn.
Mình kêu người ta lựa trắng một xíu nha cho ngon á, những cái sơ dừa còn rớt lại nè. Và tiếp tục là mình sẽ cho vào đây là 100 g đường nâu ha. Và mình mở lửa nhỏ để mình xào nha. Để cho cái phần đường này được tan và thấm đều vào dừa. Và cho vào nửa muỗng cà phê muối cho cái vị đậm đà nha các bạn. Mình sẽ xào lên và mình đảo đều. Khi nào dừa của mình trong và đường của mình tan hết á, thì là cái nhân của mình đã được. Và để tạo được cái độ kết dính cho cái dừa của mình á, ăn có cái độ dẻo á các bạn, mình nên quậy là một muỗng canh bột nếp nè, pha với chừng 50 ml nước á, đặng mình cho vào ha. Ở đây là bột nếp nha. Bột nếp thì sẽ có cái độ dẻo các bạn, cái độ kết dính cho những cái dừa của mình lại á. Cái bánh này mình làm cái da lạc nha các bạn, mình không có cho muối và cho đường vào ha, cái da nha. Mình hoàn toàn là mình làm cái nhân cho ngọt ngọt xíu thì ăn hòa quyện vào thì rất là ngon. Mình làm hôm nay là mình làm da lạc. Và tiếp tục là mình sẽ cho cái phần bột nếp này vào nè. Và mình cũng để lửa nhỏ để mình xào nha các bạn, cho cái độ kết dính. Một lát nữa cái nhân của mình ăn sẽ dẻo dẻo rất là ngon. Thì đảo được một lúc thì cái phần bột cũng đã kết dính lại hết rồi, mình cuối cùng là mình sẽ cho đậu phộng vào nha các bạn. Đây là đậu phộng mà mình đã rang sẵn rồi. Đó, và muối mè. Cho vô rất là thơm rồi mình đảo đều và mình tắt bếp và để nguội, sau đó là mình sẽ dò viên nha. Đây là cái phần nhân bánh mà mình đã vò viên rồi nè các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi nắn bánh nha. Bột thì mình cũng để nãy giờ rồi nè. Và đây là mình sử dụng cái lá chuối và mình đã thoa một lớp dầu. Lá chuối này của mình mua bữa giờ rồi các bạn, để không còn tươi nữa nha. Nhưng mà mình lót ở dưới thôi cũng không quan trọng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nắn bánh nha. Và ở đây mình sử dụng một cây tăm nè các bạn để mình tạo hình cho bánh được đẹp ha. Tay thì mình cũng rửa sạch nha. Lượng bột vừa phải như thế này nè các bạn. Sau đó là mình sẽ cho một cái viên nhân vào nha. Và mình sẽ vò tròn lại. Vò tròn lại nhân bánh lại nha các bạn. Ngắt bớt bột lại cho cái nhân được cái da dừa ăn thôi, đừng có mỏng quá các bạn. Rồi mình sẽ vo tròn lại trước tiên, là mình sẽ vo cái viên này tròn lại trước nha, sau đó là mình sẽ định hình sau. Các bạn mình sẽ cho lên đây ha. Và bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh nha. Mình làm như thế này nè, cho bánh mình có những cái vân như thế này nè các bạn, ấn sâu sâu xíu nha. Đây là mình tạo hình cho bánh thôi. Đúng. Đây nè các bạn, mình tạo hình cho bánh của mình như thế này ha, rất là đẹp luôn. Và cứ tiếp tục như vậy mình sẽ làm cho hết cái phần bột nha. Đây là những chiếc bánh mà mình vừa tạo hình xong nè các bạn. Thì với 300 g bột thì khoảng là 16-17 cái thôi nha các bạn.
Với cái lượng bột như thế này thì mình làm được 16 chiếc bánh nhỏ nhỏ như thế này nè, rất là xinh xắn luôn. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị một nồi nước và đem đi hấp bánh. Nước bắt đầu sôi thì mình sẽ cho bánh vào mình hấp nha các bạn, mình hấp ở lửa lớn luôn và hấp trong vòng là 15 phút để cho bánh của mình được chín. Và sau 15 phút hấp bánh thì bánh của mình cũng đã chín rồi nè các bạn. Màu xanh từ lá dứa rất là tự nhiên và đẹp nha. Và bây giờ mình sẽ lấy bánh ra. Và bây giờ mình đã lấy bánh ra khỏi nồi rồi nè. Bánh của mình cũng còn ấm nóng nha. Và đây là một cái bánh mà mình không có tạo hình thì mình sẽ lấy ra mình mời các bạn cùng thưởng thức. Đó, bánh của mình rất là ngon và bây giờ mình mời các bạn nha. Thử xem cái bánh nhân dừa của mình ở bên trong như thế nào. Wow, bánh rất là mềm dẻo và cái nhân dừa rất là vừa ăn luôn nha các bạn. Đặc biệt là mình làm bằng cái đường mía nè, nên là cái nhân nó rất là ngọt, mà ngọt thanh chứ không có ngọt gắt. Món bánh quy lá dứa nhân dừa mình chia sẻ đến cho các bạn xem. Nếu các bạn yêu thích món bánh này thì ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những món ăn mới từ kênh mình nhé. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Chúc cho các bạn luôn thành công. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.